Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sởi diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 về tình hình dịch bệnh vào cuối giờ chiều ngày hôm qua. Đáng chú ý là ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu bệnh viện phải tăng cường hợp tác, phối hợp chẩn đoán từ xa để kịp thời hỗ trợ với các tỉnh. Cụ thể, trong thời gian gần đây, để giảm quá tải, Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức cho các bác sĩ hội chẩn online để kịp thời phối hợp hỗ trợ công tác chữa trị cho những ca bệnh nặng. Theo báo cáo từ Bệnh viện Nhi đồng 1, số ca tay chân miệng tăng đột biến. Hiện bệnh viện có 155 tay chân miệng độ 2B trở lên, trong đó có 3 trẻ bị tay chân miệng độ 3, 2 trẻ độ 4 và có 1 ca tử vong. Bên cạnh đó có 100 ca sốt xuất huyết và 20 ca sởi đang được điều trị. Được biết, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi ngày số lượng bệnh nhân tay chân miệng nhập viện là 50 ca. Hiện tại, bệnh viện này có 116 bệnh nhân điều trị nội trú tay chân miệng, trong khi đó có 3 ca độ 4. Từ đầu năm đến nay, có 2 ca tử vong do tay chân miệng. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố hiện có 50 ca nhập viện điều trị tay chân miệng. Bệnh viện này đang tích cực hỗ trợ phối hợp điều trị với Bệnh viện huyện Bình Chánh để hạn chế nhập viện không cần thiết.